ta hôm nay thì cô sẽ cho chúng mình biết được cái nội dung trọng tâm của kiến thức toán 7. Chúng ta cần phải chuẩn bị những gì để có thể học tốt môn toán 7? Cái phần kiến thức nào rất là quan trọng trong chương trình toán 6 chuyển tiếp lên? Và có một cái điều đặc biệt đó là trong cái buổi ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu tới các bạn cái khóa học Master Z của toán 7. Đây là một khóa học mà cô Mai Quỳnh đã phối hợp cùng với hệ thống giáo dục Học Mãi xây dựng nên để giúp các bạn có thể khắc phục những cái tình trạng mà chúng ta đang đang gặp phải trong quá trình học online mà nó chưa được hiệu quả. Thì bây giờ ở cái khóa học Master Z này sẽ giúp cho chúng ta học hiệu quả cái chương trình học online nhé. Bây giờ thì các bạn hãy đầu tiên là hãy chuẩn bị cho cô đầy đủ về chương trình sách giáo khoa. Thì sách giáo khoa còn phải có cả sách bài tập toán 7 nữa các bạn nhé. Được chưa ạ? Bạn Hồng Bích ơi, hôm nay sẽ không học đâu, hôm nay là một buổi tư vấn. Rồi, thế còn những cái sách tham khảo thì hôm trước cô thấy có khá nhiều bạn hỏi. Thì cô xin được chia sẻ với chúng mình một số cái sách tham khảo. Ví dụ như là để mà học về chương trình cơ bản. Cơ bản tức là nó sẽ giúp cho chúng ta luyện tập một số cái bài tập, phân loại bài tập từ kiến thức mà chúng ta học ở sách giáo khoa, thì các bạn nên mua cho cô cái cuốn phân loại và giải chi tiết. Đấy, thì nó sẽ phân loại các dạng bài tập. Thì cái cuốn này thì bạn nào mà cần thì cô sẽ chụp ảnh cô gửi qua inbox cho chúng mình về cái hình ảnh bìa của nó nhé. Đây là cuốn phân loại các dạng bài tập toán 7. Nó sẽ có cả tập 1 và tập 2. Có hướng dẫn các bạn nhận xét và tư duy cho các cái dạng toán, nhưng nó là phần cơ bản thôi. Thì cuốn này do tiến sĩ Trần Trần Xuân Tiếp Trần Xuân Tiếp, tiến sĩ Phạm Hoàng, tiến sĩ Phạm Toàn, và được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội nhé. Thì cuốn này sẽ rất là bám sát với chương trình. Các bạn nên ghi vào cho cô cuốn sách mà để làm bám sát với chương trình từ sách giáo khoa và phân loại rất là chi tiết các dạng bài tập toán 7, thì các bạn sẽ mua cho cô cuốn phân loại các dạng bài tập toán 7. Phân loại các dạng bài tập toán 7, ghi tên của cuốn sách này, phân loại các dạng bài tập toán 7 của tiến sĩ Trần Xuân Tiếp. Thì cuốn này cô thấy là viết khá là hay, có các đề ôn tập. Cuốn này thì cô đã sử dụng cũng khá là lâu để làm một trong những cái dạng mà cô tham khảo về sách. Tại Học Mãi thì có bán những cái cuốn sách liên quan đến luyện tập toán 7. Ngoài cuốn này thì cô đã từng giới thiệu với các bạn rồi, đúng không ạ? Đấy, đây ví dụ như thế này. Ở Học Mãi thì cũng sẽ có một số cái cuốn sách toán để giúp cho chúng ta tham khảo. Đó là cuốn Chinh phục kiến thức môn toán. Chinh phục kiến thức môn toán lớp 6, 7, 8 cũng sẽ chia cho các bạn những dạng bài tập. Và cuốn này thì là tập thể các tác giả của Học Mãi do nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản, đúng không ạ? Những cái câu hỏi liên quan đến khóa Master Z thì lát nữa cô sẽ trả lời trong phần 2. Còn bây giờ là đang tư vấn cho các bạn nội dung kiến thức trọng tâm toán 7. Và cái mục đầu tiên mà cô tư vấn tới các bạn đó là về sách. Chúng ta sẽ sử dụng sách trong chương trình học, đúng không ạ? Thì sách trong chương trình học thì như hôm trước cô nói, để mà học tốt đầu tiên là chúng ta sử dụng đến sách giáo khoa cộng với sách bài tập, đúng không ạ? Sách giáo khoa cộng với sách bài tập, các bạn lưu ý nhé. Cái này thì chắc chắn là phải đủ ạ. Cô ơi, cô gõ tin nhắn được không ạ? Rồi, còn những loại sách thứ hai mà chúng ta nên có để mà học tốt hơn thì đó là các loại sách tham khảo. Thì cô đang nói về những cái cuốn sách mà cô Quỳnh tham khảo thôi. Đây không phải một cái chương trình mà cô PR sách cho bất cứ tác giả hay tổ chức nào, mà là cô đang thấy rằng những cuốn sách này trong quá trình cô tham khảo cô thấy nó rất là hay, nó bám sát với chương trình của Bộ Giáo dục, và những cái dạng bài tập thì rất là đầy đủ chi tiết. Cô đánh giá là hay nếu mà nằm trong cương vị một giáo viên, và tất nhiên là với giáo viên thì các cô cũng phải tham khảo rất là nhiều cái loại sách khác nhau để có thể phân loại được chi tiết tất cả các dạng bài tập cho các bạn. Đấy, thế thì những cái cuốn sách cô tham khảo cô thấy hay cô xin được giới thiệu tới các bạn. Thì cô đang tham khảo cái cuốn, một là về cơ bản một chút nhé. Cơ bản một chút thì sẽ tham khảo cuốn phân loại
Cái cuốn này nó có tên là Phân loại và giải chi tiết. Các dạng bài tập toán 7. Và cuốn này các bạn mà tìm ở nhà sách thì nên nhớ cho cô là phải lưu ý về tên tác giả. Thì có rất nhiều cuốn sách là tên sách thì giống nhau nhưng mà do các tác giả khác nhau viết. Thì cô thấy là cái cuốn sách của tiến sĩ Trần Xuân Tiếp đó, hôm trước có rất nhiều mẹ và học sinh hỏi cô về các cái loại sách. Trần Xuân Tiếp và tiến sĩ Phạm Hoàng, Phạm Toàn, Phan Hoàng Ngân vân vân của nhà xuất bản Đại học Quốc gia. Cuốn này cô đánh giá là nó khá là hay. Dành cho những bạn nào mà học lực trung bình khá là có thể sử dụng cuốn này. Vì sao lại trung bình khá là sử dụng cuốn này? Vì cuốn này ngoài cái phần phân dạng chi tiết các dạng bài tập á, thì họ có hướng dẫn các bạn về cách tư duy, cách nhận xét đề bài và họ có ghi chú cho các bạn những kiến thức quan trọng để áp dụng cho dạng bài toán đó. Cô sẽ chụp ảnh bìa sách này và gửi qua tin nhắn cho những bạn nào cần thì hãy nhắn tin lên fanpage cho cô nhé. Được không ạ? Đây là cái cuốn cô vừa mới giới thiệu tới. Cái loại thứ hai dành cho những bạn mà có học lực khá một chút thì mình nên tìm hiểu cho cô cái cuốn sau. Đây. Cuốn này ạ. Các chuyên đề chọn lọc toán 7. Cái này thì không phải là cơ bản nữa, đúng không? Dành cho học sinh khá một chút. Thì cái cuốn này là của thầy Tôn Thân chủ biên. Thầy Tôn Thân là một nhà giáo rất là nổi tiếng, viết sách rất là hay. Thì dành cho học sinh khá một chút, các bạn nên lựa chọn cuốn sách là các chuyên đề chọn lọc toán 7. Đó, khá một chút, khá là giỏi, học cuốn này hay nhá. Của thầy gì ạ? Thầy Tôn Thân. Và cuốn này cũng cuốn này là do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là một nhà xuất bản mà khi mà xuất bản cuốn sách họ có một cái cơ chế đối soát rất là sát sao. Nói chung là phải những tác giả mà có tên tuổi và khá là nổi tiếng thì xin xuất bản từ phía nhà xuất bản này thì sẽ ổn hơn. Đúng không ạ? Cái cuốn này thì cô đánh giá là dành cho học sinh khá giỏi, học rất là hay. Rồi ngoài ra trong học sinh khá ấy, thì cô sẽ giới thiệu tới các bạn đó là cuốn nâng cao cơ bản và nâng cao. Cơ bản và nâng cao. Toán 7. Cuốn này thì của thầy cái chỗ này cô viết nó có bị đè vào trong chữ ở cái hình ảnh của cô nhỉ? Có đấy nhỉ. Cái cuốn này thì của thầy Vũ Hữu Bình. Cuốn này của thầy Vũ Hữu Bình nhá. Thì đây là dành cho học sinh khá giỏi. Khá và giỏi tham khảo cho cô những cái cuốn này. Còn đặc biệt là dành cho học sinh giỏi nhá. Dành cho học sinh giỏi và học sinh mà muốn ôn tập các đội tuyển toán ấy. Cái này là dành cho học sinh giỏi và chuyên sâu hơn. Đấy, nó có các cấp độ đúng không? Cô đã phân chia thành các cấp độ cơ bản này, khá giỏi này, giỏi và chuyên sâu. Nếu mà giỏi và chuyên sâu á thì các bạn nên tìm mua cho cô các cuốn sách. Thực ra là chúng ta cũng không có thời gian để mà mua rất rất nhiều sách tham khảo về mà để làm hết đâu. Nên chúng ta sẽ mua một số cái đầu sách mà nó chọn lọc, nó hay và nó phục vụ đúng cái mục đích của mình thôi, chứ mình đừng tham khảo tràn lan, mà mình cũng đừng mua tất tần tật mọi thứ sách tham khảo có thể về. Các bạn có hiểu ý của cô không? Đầu tiên là mình xác định cái mục tiêu, sau đó mình sẽ sử dụng các cái sách nào nó phù hợp với mục tiêu của mình thôi. Đừng mua tràn lan, mua tràn lan cả chục quyển, 15 20 quyển về mình có học được hết đâu. Đấy là một điều cô khẳng định với các bạn, bởi vì mình đâu học riêng trong môn toán. Mình còn môn văn, môn tiếng Anh rồi thì các môn sinh sử địa vật lý vân vân nhiều lắm nhá. Những môn đó cũng có các sách tham khảo, cũng có các cái sách bài tập của nó nữa cơ, làm sao mà mình mua hết được? Ô, mình không mua hết, mình sẽ mua giúp cô cái quyển nâng cao
và phát triển toán bảy. Đúng không ạ? Đây là những cái cuốn sách mà cô đang tham khảo. Nâng cao và phát triển toán bảy. Cuốn sách này cũng của thầy Vũ Đức Bình đấy các bạn. Thầy Vũ Đức Bình thì thầy Vũ Đức Bình là một tác giả mà viết sách tham khảo cho học sinh ở mức độ khá giỏi, rất là hay. Và các bạn biết không ạ? Thầy Tôn Thân, thầy Vũ Hữu Bình đều là những tác giả mà nằm trong chương trình biên soạn về sách giáo khoa các bạn đang học. Tức là sách giáo khoa toán 7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách chính thức của các bạn đấy nhá. Thì có thầy Tôn Thân và thầy Vũ Hữu Bình đều là những tác giả tham gia chủ biên và biên soạn cho sách giáo khoa. Nên là cô thấy rằng các thầy cô viết cái bộ sách tham khảo rất là hay. Các bạn nên tham khảo đúng không ạ? Thì đây là cái chuyên mục mà cô đã giới thiệu về sách cho các bạn rồi. Được không? Sách thì ok rồi. Như vậy là chúng ta biết là mua sách tham khảo thì nên mua những loại này thôi. Và mua như thế này là đủ. Mua như vậy là một mỗi một cái bộ từ cơ bản này. Bộ cơ bản có 2 quyển, tập 1, tập 2 đã là 2 quyển này. Khá giỏi này có 2 quyển. Ví dụ các bạn mua cả của thầy Tôn Thân, cả của thầy Vũ Bình thì chỗ này đã là 4 quyển rồi, cộng với cả nâng cao phát triển 2 quyển nữa. 8 quyển, trời ơi 8 quyển chắc gì các bạn đã học được xong hết đúng không? Thế thôi, những bạn nào mà cô ơi xong sớm rồi con đi xem phim nha. Ok, cô sẽ cố gắng là xong sớm để cho con có thể tham gia xem phim cùng với gia đình. Đúng không ạ? Thứ hai nữa là cô xin được giới thiệu về kiến thức trọng tâm của toán 7. Giống như chương trình toán 6 thôi, trọng tâm của toán 7 của chúng ta sẽ chia ra hai phần, đó là đại số, số học và đại số. Và phần thứ hai đó là phần hình học. Thì ở cái slide này, cô xin được giới thiệu sơ qua về chương trình số học và đại số và những cái nào mà đặc biệt trọng tâm. Những cái nào mà đặc biệt các bạn cần phải lưu ý cô sẽ giới thiệu ở slide này. Còn phần hình học thì cô xin được giới thiệu ở slide sau, không thì nó bị chật chỗ quá nhỉ, mình không viết được hết. Vậy phần số học và đại số thì phần đầu tiên các bạn ạ. Hỏi chấm trên đầu là cái gì ạ con? Các bạn cứ bình luận cho cô đi, cô sẽ đọc hết và cô sẽ trả lời các phần bình luận của các bạn nhé. Ngoài ra thì lát nữa cô sẽ giới thiệu tới các bạn cái khóa học Master Z là khóa toán 7 của chúng ta. Phần số học thì cái phần đầu tiên trong số học đó là các bạn sẽ học về số hữu tỉ và số thực. Thì chúng mình ơi, cái số hữu tỉ và số thực này này, cái quan trọng là cái phần số hữu tỉ này. Đó, đặc biệt quan trọng trong quá trình tính toán rồi. Số thực. Số thực thì bao gồm cả số hữu tỉ và số vô tỉ nhá. Cái phần này rất rất là quan trọng bởi vì là trong cái đề thi hay là mọi mảng kiến thức của chúng ta đều có những cái tính toán liên quan đến các loại số này. Đặc biệt là trong đề thi học kỳ 1 toán 7 đó, thì đề trường nào cũng thế, tỉnh nào cũng thế, sẽ có cái câu đầu tiên đó là câu tính toán liên quan đến số hữu tỉ. Tính toán liên quan đến số hữu tỷ là bài tập số 1 trong đề thi thôi đấy ạ. Thế còn bài 2 của nó lại còn liên quan đến bài toán tìm x, tìm ẩn chưa biết, thì cũng là liên quan đến số hữu tỷ. Trong phần số hữu tỷ này thì các bạn nhớ cho cô lại về tất cả các phép tính liên quan đến phân số, số thập phân của lớp 6 ta đã học rồi. Phân số, số thập phân của lớp 6 ta đã học rồi. Và các bạn nhớ nhá, ở đây nó sẽ có số hữu tỉ này sẽ liên quan đến tính toán của phân số, số thập phân này, rồi liên quan đến giá trị tuyệt đối của một số, nhớ này, giá trị tuyệt đối này, rồi lũy thừa, được không ạ? Đấy thì mọi cái đấy chúng ta học từ lớp 6 rồi và bây giờ ta sẽ mở rộng sang chương trình toán 7. Vẫn là gì? Vẫn là tính toán, vẫn là trị tuyệt đối, vẫn là lũy thừa. Đó. Thế thì các bạn có thấy không ạ? Cái việc mà chúng ta học tốt phần toán 6 liên quan đến tính toán, đến trị tuyệt đối, đến lũy thừa vẫn còn phục vụ cho mình trong chương trình toán 7 nữa. Được không? Và cái phần thứ hai trong số hữu tỉ và số thực này thì đặc biệt chúng mình cần nắm được về tỷ lệ. Tỷ lệ thức này. Được không ạ? Tỷ lệ thức này. Rồi tính chất của dãy tỷ số. Đây là kiến thức mới.
Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, kiến thức này hoàn toàn mới, nằm trong cái chương số hữu tỉ và số thực này. Thì cái phần tỷ lệ thức và tính chất của dãy tỷ số bằng nhau này thì để học tốt thì các bạn nhớ lại cho cô về vẫn là phân số nhưng mà liên quan đến cả tỷ lệ của lớp 4 mà mình đã học rồi đấy. Ngoài ra cái tính chất của dãy tỷ số bằng nhau thì sẽ được làm quen mới hoàn toàn. Và nếu mà bạn nào học theo cô Quỳnh thì cô sẽ giảng giải chi tiết cho các bạn từ cơ bản nhất cho đến nâng cao lên. Nên là chắc chắn là sau khi mà các bạn học xong cái phần tính chất của dãy tỷ số bằng nhau thì bạn nào cũng có thể áp dụng để làm bài tập được. Đó là một cái cam kết đảm bảo. Chứ còn nếu mà dạy xong mà vẫn chưa làm được bài tập thì hỏng rồi đúng không ạ? Rồi thì cái phần chương đầu tiên này. À ừ, cô lát nữa cô sẽ chụp hình bìa sách cô gửi và tin nhắn cho những bạn nào cần. Đấy, các bạn nhớ ghi cho cô 3 mức. Ở phần sách tham khảo nó có mức cơ bản khá giỏi, giỏi và chuyên sâu nhá. Rồi. Cái chương thứ hai liên quan đến phần số học và đại số mà các bạn học á là hàm số và đồ thị. Đây, cái này hoàn toàn mới này, hàm số và đồ thị. Những cái chương hàm số và đồ thị này nó là kiến thức mới lắm, mới hoàn toàn luôn. Và nếu mà các bạn không học cái chương này thì lên lớp 9 là chúng ta sẽ bị hỏng kiến thức, vỡ kiến thức rồi thì không thi được vào 10. Nên hàm số và đồ thị này thì trong hàm số và đồ thị sẽ có những cái kiến thức liên quan đến vẫn là gì ạ? Vẫn là đại lượng, tỷ lệ. Đại lượng, tỷ lệ. Thì các bạn sẽ có tỷ lệ thuận. Học lớp 5 rồi đúng không? Tỷ lệ nghịch. Học lớp 5 rồi đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn về nó. Sau đó thì mình sẽ học thế nào là hàm số. Rồi mình học sang mặt phẳng tọa độ. Đó, nói giới thiệu những cái kiến thức này thì nó hơi mới với các bạn. Khó để hình dung. Hôm nào mà học chi tiết thì cô sẽ nói sau. Và đặc biệt đó là các bạn sẽ phải vẽ được đồ thị của hàm số. Đấy, kiến thức này hoàn toàn mới nhé. Không còn liên quan đến chương trình toán 6 nữa. Còn cái này thì nó liên quan đến chương trình gì ạ? Toán 6. Liên quan rất là mật thiết đến chương trình toán 6. Đấy. Về phần số học thì chúng ta có hai cái gạch đầu dòng này là những cái kiến thức trọng tâm mà các bạn cần lưu ý. Hôm nay cô đẹp quá. Vâng, ngày nào cũng lên khen cô. Để mai cô livestream nhiều hơn, cô dạy nhiều hơn chút nữa đúng không? Nếu mà cô dành được nhiều thời gian, cô cũng cố gắng là sẽ dạy các bạn thật nhiều. Ok, thế thì đã xong hai cái phần kiến thức trọng tâm liên quan đến số học và đại số của chương trình học kỳ 1. Thì hai cái gạch đầu dòng này thuộc chương trình kỳ 1 đúng không ạ? Và chương trình kỳ 2 này. Chương trình kỳ 2 thì chúng ta bắt đầu có phần thống kê. Nghe thống kê có vẻ xa vời, ảo diệu lắm đúng không ạ? Không, chẳng có cái vấn đề gì cả. Thống kê chẳng qua là cách chúng ta thu thập các số liệu. Ví dụ như là chúng ta thu thập trong cái dãy phố nhà mình là có 20 nhà. Trong đó nhà thứ nhất có mấy người con, nhà thứ hai có mấy người con, nhà thứ ba có mấy người con ấy. Thì thực ra là trong cuộc sống ta gặp rất nhiều cái thống kê. Đúng không? Hoặc là trong một học kỳ thì chúng ta sẽ thống kê xem là điểm toán của chúng ta có điểm những điểm nào 8, 9 hay 10 đúng không? Văn thì chúng ta có những đầu điểm nào ví dụ 7, 8, 9 gì đó. Đấy chính là một cách mà chúng ta đã từng sử dụng đến yếu tố thống kê nhưng mà chúng ta chưa đi vào chi tiết và biểu diễn nó thôi. Còn trước đây ta gặp rất là nhiều rồi. Thì thống kê này sẽ giúp cho các bạn biểu diễn được nó dưới dạng bảng, dưới dạng đọc các cái bảng biểu, đọc biểu đồ, rồi có thể tính toán được các cái con số về trung bình cộng liên quan đến thống kê. Cô đánh giá thống kê là một chương rất là dễ và hầu hết trong tất cả chúng ta thì ở ngay những đời sống hàng ngày chúng ta đã liên quan đến yếu tố thống kê rồi đúng không ạ? Lớp 4, lớp 5, lớp 6 ta gặp rất nhiều nhưng mà chưa được gọi tên nó, chưa được định hình nó một cách cụ thể và rõ ràng thôi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ gọi tên nó một cách rõ ràng, gọi tên em trong đêm đúng không ạ? À, dòng cuối em không thấy à, dòng cuối của cô là chứng đồ thị hàm số. Thì chương thống kê này đơn giản lắm nên là cô không không nhắc đến nữa. Thậm chí thống kê này gặp đơn giản như này. À, trong tháng này nhà chúng ta đã ăn bao nhiêu bữa ăn thịt rang, bao nhiêu bữa ăn rau muống để cho mẹ lên thực đơn đi chợ. Thì đó cũng chính là một cách mà chúng ta sẽ phải thống kê đấy, hợp với dữ liệu và số liệu nhá. Thế thì chương thống kê này khá là đơn giản nên cô không nói sâu quá về nó. Thì cái trọng tâm kiến thức số 4. Đấy, đây là số 3 rồi. Thống kê là số 3.
Số 4 của chúng ta thì liên quan đến biểu thức đại số. Trước đây lớp 4 ta đã học biểu thức là gì rồi đúng không ạ? Biểu thức là một cái sự liên kết giữa các số và các chữ bằng các phép tính cộng trừ nhân chia lũy thừa, rồi kết hợp bởi các dấu ngoặc đơn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn, là lớp 6 ta đã học rồi. Nhưng biểu thức đại số thì sẽ có chứa các cái ẩn. Và trong phần biểu thức đại số này thì các bạn cần đặc biệt nắm được về đơn thức này. Đấy, ta sẽ có những tên gọi mới cho biểu thức bao gồm đơn thức này. Đơn là đơn giản đúng không? Đơn thức có nghĩa là biểu thức đơn giản. Còn đa thức này, đa là nhiều và phức tạp lên đúng không? Vậy đa thức là một cái biểu thức mà nó phức tạp lên một chút. Còn định nghĩa cụ thể của nó về toán học thì cô sẽ giảng trong từng phần bài giảng của chúng ta. Cái biểu thức đại số có đơn thức, đa thức. Ngoài ra các bạn cần phải biết cộng trừ đơn thức, đa thức. Cộng trừ các đơn thức, đa thức đồng dạng. Đơn thức thì cần phải đồng dạng, còn đa thức thì không. Là chúng ta có thể cộng trừ được cho nhau. Đấy, ví dụ như vậy này. Sau đó thì chúng ta sẽ học một cái đặc biệt quan trọng, đó là nghiệm. Nghiệm của đa thức. Một biến. Và cái nghiệm chẳng qua là phần bài toán tìm x mà trước đây các bạn đã học thôi. Bây giờ mình phức tạp nó lên một chút này. Đi sâu vào nó một chút này. Tìm giá trị x trong những biểu thức phức tạp hơn. Người ta gọi nó là nghiệm của đa thức. Trước đây mình gọi nó, cũng đã từng gặp những dạng này rất nhiều, nhưng mà mình gọi nôm na đó là bài toán gì? Tìm x. Rồi ok. Em nghe anh chị hồi trên bảo toán hình học tập 2 khó lắm. Lát nữa cô sẽ tư vấn về cái khóa Master Z sau nhé. Bây giờ chúng ta đang nói về các cái kiến thức trọng tâm. Đấy, cô đang giới thiệu tới chúng mình một số cái kiến thức trọng tâm. Thì cô có thể chiếu bằng slide được. Nhưng mà cô đang giảng thì cô muốn là vừa ghi chép với chúng mình, vừa nói chuyện với chúng mình nữa. Thì sẽ viết bằng bút đi nhở, cho gần gũi hơn, được không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã giới thiệu xong chương trình nội dung trọng tâm toán 7 của phần đại số. Thì bây giờ sang phần số, số học và đại số nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần hình. Vâng, và có một cái ý kiến của các bạn vừa mới nói. Hình học. Các bạn nào vừa mới nói với cô là em nghe các anh chị ở khối trên nói rằng cô ơi, đây là em nghe các anh chị khối trên nói rằng toán hình học 7 khó lắm. Ok, cô sẽ tư vấn cho con và hình học 7 có khó hay không thì cô sẽ trả lời. Bây giờ cô trả lời một số câu hỏi như là cô ơi, cho con đường link để con đăng ký học lớp 7 ạ. À, đường link cô ghi luôn ở trong cái mục tin nhắn, con đọc nhé. Câu hỏi tiếp theo là cô ơi, hôm nay có học không ạ? Không, buổi số 10 của chúng ta là một buổi tư vấn về kiến thức trọng tâm và tư vấn về khóa học. Em cũng muốn xinh như cô. Thôi, cô không dám nhận danh hiệu xinh đẹp gì đâu. Cô biết mấy đứa thảo mai lắm, toàn ngồi nịnh cô thôi. Nịnh để dạy nhiều hơn, nhiều buổi hơn chút đi mà. Chứ xinh đẹp gì giờ này, trời ơi, xinh đẹp gì. Ok, chương trình hình học 7 thì các bạn ơi, hình học 7 cực kỳ quan trọng. Trời ơi, hình học 7 quan trọng lắm. Nó là gốc rễ của mọi vấn đề hình học toán 8 và toán 9 sau này. Bạn nào mà không học được hình 7 á, hình 6 thì có thể là mình bị vấp váp, mình bị hụt kiến thức. Hình 6 thì lớp 7 vẫn lấy lại được. Nhưng mà riêng lớp 7 mà đã hụt kiến thức và vấp váp mà không hiểu về bản chất thì thôi rồi, Lượng ơi. Nên lớp 8, lớp 9 là coi như là hỏng. Nên là ở cái chương trình hình học 7 này, các bạn đặc biệt lưu ý cho cô Quỳnh là chúng ta sẽ phải học ngay từ những bài học đầu tiên. Phải tập trung cao độ, phải hết sức lưu tâm, lưu ý đến nó. Hình học 7 cực kỳ quan trọng các bạn. Đây, hình học 7 thì cô xin được giới thiệu nhé. Không phải là chủ yếu về tam giác đâu.
Hình học 7 vẫn có những khái niệm cơ bản về toán học liên quan đến góc. Đó là chúng mình sẽ học về góc đối đỉnh. Góc đối đỉnh, rồi các góc tạo bởi một đường thẳng, cắt hai đường thẳng, vân vân. Đấy vẫn là những yếu tố về góc. Tóm lại, nó là những yếu tố về góc. Rồi yếu tố về góc và đường thẳng. Yếu tố về đường thẳng thì chúng ta sẽ học về những đường thẳng song song với nhau. Ồ, ai chả biết đường thẳng song song với nhau có hình dạng như thế nào và cái mô hình về đường thẳng song song chúng ta gặp từ năm lớp 4 rồi đúng không ạ? Ví dụ trong hình thang á, thì hai cạnh đáy của nó là song song với nhau. Nhưng mà về tính chất của nó cơ, tính chất cụ thể chi tiết của nó thì hình học 7 không không phải là nó khó đâu. Hình học 7 không khó nhưng mà cực kỳ quan trọng và trọng tâm. Nếu mà không có chữ, không có gốc rễ của hình học 7 thì các bạn sẽ không thể học được hình 8 và hình 9. Chứ nó không hề khó. Thì trong hình học 7 thì cái phần đầu tiên kiến thức trọng tâm của chúng ta vẫn liên quan đến góc và đường thẳng. Trong góc này thì chúng ta sẽ học về góc đối đỉnh, các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Về đường thẳng thì chúng ta sẽ học về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, rồi từ vuông góc đến song song. Nói chung là phần này cực kỳ căn bản nhưng mà cũng hơi sương sương, là cái có một cái sự khoai cho những bạn mà chưa có kiến thức nền tảng hình học ấy, hoặc là chúng mình mà có tư duy hình chưa tốt, hoặc là lười học một tí thôi là thôi rồi được ơi nha. Vậy trong hình học 7 thì đây là mảng kiến thức trọng tâm đầu tiên. Mảng kiến thức trọng tâm thứ hai của các bạn đó là chính là kiến thức liên quan đến tam giác. Thì phần kiến thức liên quan đến tam giác thì các bạn sẽ bắt đầu học về tam giác bằng nhau. À, đầu tiên là gì ạ? Tổng các góc trong tam giác đã. Tổng các góc trong tam giác chúng ta viết tắt bằng cái ký hiệu như này. Thứ hai đó là chúng ta sẽ học về các trường hợp bằng nhau của tam giác. Ok, tam giác xoay ngược, xoay xuôi, nhưng mà chúng ta sẽ phát hiện ra những yếu tố nó bằng nhau thì dựa vào các trường hợp bằng nhau của tam giác. Em khó học hình lắm cô. Học hình lớp 7 thì yên tâm đi, có cô Quỳnh rồi sẽ hướng dẫn cho các bạn từ phần đầu tiên. Phần nào nhỏ nhất luôn. Cơ bản nhất, cô sẽ hướng dẫn từ bài tập cơ bản nhất. Đi dần dần lên là sẽ học được nhé. Đừng lo lắng quá. Rồi sao cứ sợ hình khó, hình không hề khó. Cô đang nói rằng nó rất rất quan trọng thôi, chứ nó không khó. Trong phần tam giác thì các trường hợp bằng nhau của tam giác là yếu tố quan trọng thứ hai. Yếu tố quan trọng thứ ba là chúng ta sẽ học về tam giác cân. Tam giác vuông. Và thực ra là ta có học luôn cả tam giác đều. Đấy. Tam giác cân, tam giác vuông. Trong tam giác này có một cái định lý cực kỳ hay. Nếu mất gốc thì nghĩ thì phải cố gắng. Em thấy thầy cô nói là nếu không học được toán hình là mất gốc. Nếu không học được hình học 7 thì đúng là sẽ mất gốc. Trong chương trình hình 8 và hình 9 con sẽ không theo được kịp. Nên cố gắng. Bây giờ mình mới bắt đầu lên lớp 7 mà làm gì đã khẳng định là mình mất gốc. Mình đã học bài nào đâu, đúng không? Cứ yên tâm. Em sợ học hình lắm, đừng sợ, hình hay lắm. Có nhiều anh chị là học sinh của cô Quỳnh á, giờ cứ học số học và đại số là không 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 chịu học. Bảo trời ơi học cái này đơn giản quá, không 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 rèn được sự tư duy, không phát triển được về cái sự tư duy thật trừu tượng, nên cứ đòi cô là dạy hình đó. Tức là hình khá là dễ thôi nhá, các bạn yên tâm, nhưng mà dễ nhưng mà cực kỳ trọng tâm, nên phải lưu ý cho cô. Toán hình 7 có khó không, có học khó khó học không ạ? Không không khó học, ta cứ học từ những cái định nghĩa căn bản nhất, từ định nghĩa này, sau đó ta đi đến tính chất này. Từ tính chất thì ta sẽ vận dụng để làm bài tập, vận dụng bài tập cơ bản, sau đó mình vận dụng nâng cao và tổng hợp là ok, không vấn đề gì. Rồi phần tiếp theo trong chương trình toán 7 các bạn ạ. Kiến thức trọng tâm, mảng kiến thức trọng tâm thứ ba trong chương trình toán 7 đó là quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Trong tam giác thì có các yếu tố là gì? Góc này, cạnh này. Thì góc và cạnh thực ra nó có mối quan hệ với nhau, nhưng mà trước đây ta chưa phát hiện ra.
thì bây giờ sẽ phát hiện ra. Cô ơi, khảo sát đầu năm có khó không ạ? À, các bạn ơi, 2 3 hôm nữa cô sẽ gửi cho các bạn một cái file các đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 7, được không ạ? Thì các bạn sẽ biết là đầu năm toán 7 chúng ta, đầu năm toán 7 chúng ta sẽ kiểm tra về những mảng kiến thức nào, và cái đề thông thường mà chúng ta gặp thì nó có form như nào, nó có phân dạng như nào. Cô đang xây dựng cái đó và cô xây dựng xong rồi, bây giờ cô chỉ check lại cái phần đáp án thôi. Bởi vì cô không chỉ gửi đề cho các bạn, cô muốn làm luôn cho các bạn cái phần hướng dẫn và đáp án đó. Nên nó sẽ đợi cô sót lại thì cô sẽ gửi cho chúng mình nhé. Cái đề khảo sát đầu năm toán 7 á, lúc đó các bạn sẽ chia sẻ cái phần đó hoặc tải cái phần đó về làm. Đây là phần kiến thức trọng tâm thứ ba, và cái kiến thức trọng tâm thứ tư đó là các đường đồng quy trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác. Thì đây là cô nhớ lại về phần kiến thức mà nó đang hệ thống trong đầu cô bằng một cái sơ đồ tư duy á. Các đường đồng quy trong tam giác thì đầu tiên là chúng ta sẽ học về đường trung tuyến này, đường phân giác này, đường trung trực này và đường cao. Nghe những cái đường đó bây giờ lạ lắm đúng không? Tất nhiên là lạ rồi, bởi vì chúng ta phải học lại xem khái niệm đường trung tuyến là gì. Đúng không? Giống như phân số là gì á, mình cũng phải học từ định nghĩa của nó xong rồi mình mới đi đến tính chất của phân số chứ, đúng không? Ví dụ nhé, một cái đơn giản là chúng mình học về phân số đi. Đây là phân số học các bạn dễ tưởng tượng nhất vì đã học rồi. Thì đầu tiên chúng ta phải học định nghĩa phân số là cái gì. Sau đó chúng ta phải học về cái tính chất của phân số đúng không? Rồi học đến các phép toán liên quan đến phân số. Rồi học phép toán xong thì mình phải làm gì ạ? Mình phải vận dụng là phải tập bắt buộc đấy. Học toán mà không vận dụng làm sao mà tốt được? Thì các bạn thấy không? Từ phân số chúng ta cũng đi chi tiết như thế này. Thế thì trong phần hình học cũng thế. Trong phần hình học cũng thế, chúng ta sẽ đi từ đầu định nghĩa đường trung tuyến là gì, tính chất của đường trung tuyến như thế nào, cách vận dụng nó trong bài tập ra làm sao. Sau đó thì khi mà cô dạy xong á, các bạn cũng sẽ thấy nó đơn giản như phân số rồi, sẽ vận dụng được, sẽ làm được bài tập, bởi vì mình đã học đầy đủ tất cả các yếu tố của nó rồi mà, đúng không? Cũng sẽ học xem đường đường trung trực là gì, tính chất của đường trung trực ra làm sao, cách vận dụng đường trung trực vào bài tập như thế nào. Đấy, mình phải hỏi what, what là cái gì đúng không? Có các câu hỏi trong tiếng Anh ấy, mình hỏi khi mà mình học một vấn đề thì mình phải hỏi what là cái gì đúng không? Sau đó mình sẽ hỏi như thế nào, how, rồi làm sao nữa đó. Rồi vận dụng như này, hôm nay viết chữ, cô viết chữ đẹp thì cô, trời ơi, cô viết chữ xấu, nhưng mà đây là cố gắng viết to rõ ràng cho các bạn nhìn đấy. Thì kiến thức trọng tâm của 87 nó chỉ có thế thôi. Thế bây giờ bắt đầu trả lời các câu hỏi nhá. Đấy, nêu qua về trọng tâm kiến thức toán 7. Các bạn bắt đầu đặt cho cô câu hỏi để cô Quỳnh trả lời. Sau đó thì cô sẽ tư vấn đến khóa Master 7. Là xong. Với chương trình hôm nay của chúng ta ngắn lắm, chút xíu thôi. Nào, xin mời các bạn đặt các câu hỏi cho cô Quỳnh đi ạ. Đây, cô ơi, khảo sát đầu năm có khó không? Không khó, cô Quỳnh sẽ chia sẻ tới chúng mình những đề khảo sát để chúng mình tham khảo. Trước mắt là sẽ chia sẻ 5 đề cộng với cái phần hướng dẫn giải cho 5 đề đó nhé. Nếu bạn nào mà gặp khó khăn về cái khảo sát chất lượng đầu năm thì cô sẽ làm những buổi livestream hướng dẫn chúng mình ôn tập kiến thức để có thể tham gia cái khảo sát chất lượng đầu năm này. Nhưng mà hay lắm, có một số trường khảo sát chất lượng đầu năm á thì sẽ kiểm tra các bạn một số kiến thức liên quan đến toán 6 là chủ yếu, vì đầu năm mà. Nhưng một số trường thì lại khảo sát chất lượng đầu năm sau khi chúng ta đã học được khoảng 2 tuần đến 1 tháng, nên lúc đó sẽ kiểm tra kiến thức toán 7.